chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Mình xin chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một món ăn chay dùng để ăn vặt nha. Đó là cá viên chiên. Các bạn nhìn cái sau cá viên mình nè, nhìn rất là hấp dẫn ha. Bên ngoài thì có lớp da giòn giòn nè, bên trong thì dai dai, rất là ngon luôn. Và cách thực hiện cũng rất là đơn giản, từ những nguyên liệu cũng rất là dễ tìm luôn. Các bạn chỉ cần một chút xíu thời gian thôi là các bạn có thể làm được những cái sâu cá viên như thế này rồi. Cá viên chiên này có thể dùng để ăn vặt nè, hoặc ăn cùng bánh mì, thêm một ít dưa chua và rau sống nữa, thiệt là hết sảy luôn á. Còn bây giờ thì mình mời các bạn vào bếp và cùng thực hiện với mình nha. Và đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị làm cá viên chiên nè. Ở đây mình có 100g đậu hũ trắng. Các bạn chọn mua đậu hũ trắng mới nha, cho nó có độ dai nhiều. Và tiếp theo nữa thì mình có là 150g nấm. Mình sử dụng nấm rơm loại nhỏ nhỏ đó các bạn. Và một ít que tre nha. Và tiếp theo mình có 150g khoai lang. Và phần khoai lang này mình đã cắt sợi nhỏ như thế này rồi nè. Và gia vị thì mình có nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê tiêu. Cần một ít tương ớt để ăn kèm nha. Và dầu ăn. Mình sử dụng dầu đậu nành nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vắt khô cái miếng đậu hũ này nha. Vắt thật khô nước để cho đậu hũ mình nó có độ dai nhiều đó. Và đây là miếng đậu hũ mình đã vắt khô rồi nè. Các bạn thấy đậu hũ của mình rất là tươi luôn. Bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vào cái tô. Mình sẽ nghiền nát đậu hũ như thế này. Giờ mình sẽ cho khoai lang vào luôn nha. Và khoai này các bạn không cần chiên hay gì hết. Mình chỉ cắt khoai tươi ra, cắt thành những sợi nhỏ thôi. Cho hết gia vị vào nha. Sau đó thì mình trộn đều để cho cái phần hỗn hợp này nó thật là dai và mịn. Đậu hũ mình cần phải vắt thật khô nước thì cái chả mình nó mới dai. Và các bạn sử dụng một miếng vải mùng để cái miếng đậu hũ vô thì các bạn vắt nước rất là dễ luôn. Phần chả của mình đã dai rồi nè các bạn. Nhìn rất là mịn và ngon ha. Bây giờ mình sẽ đi vò viên nha. Mình sử dụng nấm để vào bên trong như thế này. Vò viên tròn lại là được rồi. Rất là đơn giản luôn ha. Giờ thì mình sẽ mang cái đĩa cá viên này đi chiên nha các bạn. Dầu của mình đừng để nóng quá, nóng vừa vừa là các bạn cho cá viên vào chiên là được rồi.
Giờ thì mình chiên cho cái phần cá viên của mình nó vàng giòn nữa là mình đã hoàn thành món ăn này rồi đó. Rất là mau luôn phải không các bạn? Phần cá viên bên ngoài thì nó giòn giòn nè, phần nấm bên trong thì dai dai. Thêm chút xíu gia vị vừa ăn nữa, món ăn của mình cũng hấp dẫn quá ha. Mình vo mấy viên cá không có được đều là do cái nấm lớn nấm nhỏ đó các bạn. Có viên thì to quá chừng, có viên thì có chút xíu luôn nè. Giờ thì đảo đều thôi. Phần cá viên mình nó vàng nữa là được. Các bạn chuẩn bị một ít giấy thấm dầu nha. Sau khi mình vớt cá viên ra thì mình cho vào giấy thấm dầu. Đậu hũ sẽ tạo độ giòn cho cá viên và béo béo nữa. Còn khoai thì nó sẽ tạo độ ngọt. Còn nấm sẽ làm cá viên mình nó dai hơn. Cá viên đã được rồi nè, bây giờ mình sẽ gấp hết ra giấy thấm dầu nha. Các bạn nhìn cá viên của mình nè, có độ rất là dai mịn luôn. Và độ phồng của nó cũng rất là ngon. Bây giờ thì mình đi xuyên que thôi. Các bạn thấy cá viên của mình rất là phồng luôn ha. Mình không xuyên que trước là tại vì khi các bạn xuyên que thì nấm rơm của mình chiên nó dễ bị nổ lắm. Mình xuyên que sau như thế này thì cá viên của mình nó sẽ ngon hơn. Nhìn cái sâu cá viên rất là hấp dẫn ha các bạn. Cá viên của mình có màu vàng rất là đẹp luôn nè. Nhìn rất là mịn phải không các bạn? Bây giờ thì mình mời các bạn cùng thưởng thức cá viên chiên với mình nha. Và mình cần thêm một ít tương ớt nữa ha. Rồi bây giờ mình thưởng thức thôi, mình mời cả nhà nha. Giờ thì mình xin kết thúc video tại đây thôi nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nhé. Và mình xin chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn vui lòng like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ ủng hộ mình với nha. Khi các bạn đăng ký kênh thì mình có clip mới up lên thì các bạn sẽ xem được một cách nhanh nhất nè. Và mình chào tạm biệt tất cả các bạn tại đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye.